Mình chào cả nhà nha. Cái này là lá giấm, thì hôm nay sẽ bắt cái nồi nước lên rồi. Thì thường nghe anh Tâm nói là cái nồi nước này á, thì mình đừng có cho nó sôi, mình thả lá giấm vô. Cái lá giấm của mình nó sẽ chua nha. Còn nếu mà nó không bị nhớt gì đó, ăn cũng biết đấy. Còn nếu mà mình mà cái lá giấm này mà mình cho vô sao gì đó thì sẽ bị nhớt. Nước sôi rồi để cho vô thì sẽ bị nhớt gì đó. Dạ, hàng cũng biết nữa, hàng nghe Tâm nói. Rồi, cho nó giấm vô. Nay hàng nấu cá đối nấu lấy giấm. Rồi nè, anh Sáu với anh Tâm đồ làm cái chẳng. Ở dưới này thì nấu cơm. Sáng thì Vinh Tâm đi cho từ thiện á, cho gạo ở Long Hủ. Nhà anh Bích nó bắt mì cơm rồi, giờ mình về nấu đồ ăn. Thì hôm nay thì cái này là trong hồ có cái con ghẹ nè, có trứng nè. Cái trứng nó ngon ghê, mình để vô luôn. Cái này thì cá. Cá này là cá đối. Hôm nay hàng sẽ nấu ba con cá đối này, nấu lá giấm với con ghẹ. Còn cái phần này hàng sẽ kho nha, chúng cái hàng kho. Tôm á, tôm này sớm tèo đổ lú ở dưới hồ nè, để lại kho ăn. Con ghẹ này chặt chưa lắm, chặt luôn. Từ từ cho nó ra nước chua. Mấy hàng chân ít hạt nêm vô đây nè, với ít nước mắm, với xíu đường, xíu bột ngọt. Chấm này hồi nữa mình hãy dứt bỏ. Cái giấm này cũng vậy nha, nó chua chua. Tôm tươi này nè mà cả nhà kho nước nước ngon lắm á, thì sớm đổ lú được ít tôm này nè, với con tôm sú này trong trong ao là nó thiên nhiên á. Thì giờ cái này thì hàng kho nước nước ngon lắm, này kho nước nước đó nha, thật sảy luôn. Xin cô hai được hai cây quế, chị bữa giờ cứ ăn hoài ăn hoài. Nó chuẩn bị mọc ra thêm mấy cây quế con à. Giờ thằng cắt nữa, cắt quế nêm vô nha. Chiều nay mình lấy hẹ đem ra ngoài trồng cho nó tốt. Này còn cái này thì mình để đang cho nó rụng cái trái xuống á, để nó sẽ ra nhiều hơn nữa. Còn giờ thì mình cắt mấy cái tược tược như vậy nè. Hôm nay mình không có khô mà mình có nước nước. Cua của tèo nó bị ớt ớt nè. Này đổ nước vô cái mình kho đất với hành với cái hồ của hành. Mình kho này thì không cần cái màu đậm, không có nước màu một xíu là được. Đổ nước vô.
mình kho vậy nè, mình kho cây cây nó nè, mới là kho nước mình kho ớt mình để tiêu này, lấy nước ra vô nè, bởi vì tôm nhóc ở trên nè, cho thêm trái chiên nữa nè, cho nó sôi bùng lên. Này là tôm kho, mình kho nước nước, mình kho ớt với hành rồi chiên luôn. Qua một nắm hôm qua ăn bít nó ướp nè. Này là cá ngát ướp tỏi ớt tiêu, thơm ghê không? Thơm bưng luôn nè, cắt ra. Phải kéo cắt ra từng khúc ra mới chiên được. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Ôi cá đói nè. Cá đói yếu em luôn. Yếu em bà Tư à. Chẳng khúc à. Nguyên không hết chén, hết cũng nguyên luôn rồi. Chị Quẹ không cơm, Quẹ ơi. Lại ăn chén đi. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm nó chua nó chấm á. Tốn chừng muốn cơm mà tôi quá ăn quá béo béo quá, chua ngon, canh ngon, mời cả nhà ăn cơm, canh ngon quá, thấy cá thấy cá làm chua rồi rồi, tám chuyện nữa, tám chuyện sao cũng được hết mà tới 4 giờ dùm ngưng dùm. Đục, cái đục này là nó nhỏ thiệt nhưng mà nó ngon nha. Là không có cá đục lớn, à, lấy cá đục này luôn. Thì cá đục với cá chép, cũng có chép, cá chép lớn luôn. Nhưng mà có cá chép 4 con tí. Thì cá chép này thì lớn cũng ngon lắm. Giờ hàng gửi cá chép 5 tí với cá đục 3 tí nha. À, hôm nay mua được lô cá nâu quá trời ngon. Chào mấy nhà nha. Thì cái lô cá nâu này thì 3 con tí. Quá trời ú rồi, quá trời ngon rồi. Cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng để Hằng gửi nha. Cá nâu này bao ngon với cả nhà luôn. Đây nè, 3 con ký nè. Trời ơi, nó mập, nó dung thịt lên kìa nè. Quá trời ngon nha. Nè, con nào cũng như con nấy nha. Bên Hằng đang có nè, bao hàng cả nhà là bao ngon nha. Quá trời thịt nó dung luôn á. Con cá nâu mà thịt dung vậy là nó ngon dữ lắm. Thì Hằng mới mua được cả chục ký nè. Thì cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng gửi nha. Thì cái này là 4 con ký. 4 con ký mà nó mập, nó uống nè. Đâu phải nhỏ là không ngon đâu. Nhỏ vậy nhưng mà nó ngon. Nhiều khi là bự chứ cũng không ngon, nhưng mà nhỏ lại là ngon nha. Này là 4 con ký nhưng mà phề phề nó mập mà nè. Còn cái này 3 con ký. Ôi ơi nó ngon. Cái nhà của Hằng thì gọi cho Hằng. Số điện thoại của Hằng là 0869176296. Zalo, Facebook của Hằng đều số đó hết. Thì cả nhà mua cá nâu thì gọi cho Hằng nha. Hay mua khô gì đó thì gọi cho Hằng gửi nha. Trời cá này ít trứng. Ôi ôi cái ruột cái này ngon ghê. Cá nâu nha. Mày nãy nói cá gì cơ mày? Cái gì? Cá gì vậy? Cá kho. Không, cá gì trứng? Cá bên Hằng là cá vậy nè, cả nhà xem nó nhìn ngon ghê không đó. Thì Hằng vô bịch sẵn vậy nè, cả nhà có ăn thì Hằng gửi thôi, quá ngon luôn, ngon lắm luôn. Đây nè, cả nhà xem nè, ngon tuyệt vời luôn. Này ba con ký, ba con ký nè, mập u quay luôn, u nu luôn. Cá này ăn một cái nha, nướng hay là làm gì ăn cũng ngon hết chứ. Thì Hằng vô bịch sẵn này nè, cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng gửi nha. Thì lô cá nâu này quá ngon luôn. Hằng vô bịch rồi, ép vậy nè để gửi cho anh Nam. Anh Nam sáng Nam ra chành xe quận 5 lấy.
thì cái tôm này là tôm đất mà đỏ ao ngoài, nhưng mà tại giờ cái vỏ của nó thì vậy, giờ thằng để vô bịch, này là tôm bự bây giờ đóng thùng để gửi lên trên Sài Gòn, để sáng anh ra anh nhận nha. Đây. Cái này hàng kho cho anh Quang Trần nè, anh đặt hàng á, thì cái này hàng đi hàng gửi đi nha, cho nên á thì hôm nay thì cá này hàng sẽ kho mặn nha, không có kho lại, nhưng mà đi qua bển á thì anh cho gia vị vô anh kho lại tiếp nữa. Cái này hàng mua cá tươi ngon luôn, cá bóng mà của ông Bích á, tèo á. Thì tèo đi đi lấy lú về, cái Bích nó làm nè, nó làm mày để cho hàng giờ hàng kho nè đó, hàng kho xong thì giờ gửi cho anh. Cá này ngon lắm luôn, cá tươi á, tươi ngon nhảy sôi sôi luôn. Này thì hàng cho tiêu vô rồi, không có cho ớt, tại nhiều khi á hàng gửi đi á thì gửi đi bưu điện, nếu mà mình cho ớt vô sợ mấy cái chất đó nó sẽ làm cái cá của mình nó bị hôi á, cho nên hàng chỉ để tiêu thôi, không có để hành mà cũng không để không để ớt luôn nha. Thì đi qua bển rồi anh cho ớt vô rồi cho hành hay gì vô thêm nha. Ớt biết ngon rồi, giờ này thấy cái đói bụng quá. Cá kho đi nước ngoài, cá kho anh cho đi Mỹ nha. Này nè, kho kẹo lại luôn nha, kẹo kẹo này không còn miếng nước nữa. Cái này là kho tôm tích nha cả nhà, cái này là ướp tỏi ớt, trời kho này ngon dữ lắm, ngon luôn, nó kho rang nè, đem về mình chiên lên ăn nó giòn, nó mềm, nó ngon lắm. Cái khô tôm tích nè, bên hàng đang bán nè. Thì cái này thì 700 kg nha. Thì hôm nay hàng đi cho em 2 kg. Với 8 kg khô cá sặc là thò. Thì khô cá sặc là thò nè, nhìn ngon ghê. Em mang đi thì hàng lấy từng 3 nắng thôi, chứ không có lấy khô lắm. Khô lắm thì mình mang đi thì không được ngon đâu. Khô này nè, vậy nè mình đem qua bển để càng ngày nó càng đông lại, thì tới lúc mình ăn ra ăn thì nó ngon. Chứ mình lấy mà cứng quá qua bển ăn là nó mất cái chất của con khô rồi. Thì cái này thì hàng thêm miếng khô này vô cho em để em ăn thử nha. Thì bên hàng hôm nay đang có khô cá mối. Khô cá mối là cái vị rất vừa ăn nha cả nhà. Khô cá mối này nè, nhìn nó vậy chứ nó không ngọt, nó không có ngọt mà có vị vừa ăn lắm. Thì hôm nay mình đi cái đồ này cho em, đi lên Sài Gòn để cho em bay. Này là cái cá sặc lò thò nè, 3 kg. À, cái cá sặc lò thò này thì hàng đi cho em Phong. Em Phong ở Sài Gòn em mua gửi ra ngoài Huế. Thì giờ hàng đi đi cái này hàng gửi bưu điện, nhưng mà hàng gửi nhanh á. Cái này là thùng đồ của em gì quên mất tiêu rồi, quên tên rồi. Thì giờ hàng đóng đi cho em nè. Cái này thì đi cho em 8 kg khô cá sặc. Khô cá sặc này nè ngon lắm, lạc ngon, có ăn rồi ngon lắm luôn. 8 kg. Cái này mở không? Đây, phần này. Với khô tôm tích cho em 2 kg. Xong một thùng cá này hàng cho đi nè, kho khô luôn á. Này cá bóng kho, này cá đầu kho, thì hàng kho không có để ớt gì hết trơn á, mình vớt ớt ra hết trơn này, sợ cái ớt á nó bị ỉ đi nó bị hư, cho nên hàng kho mặn lắm nha. Cá này thì hơi mặn nha cả nhà, hơi mặn hơn mấy người mà mang theo, cũng như cô bác anh chị mà mang theo á, thì nói với hàng sẽ kho có nước luôn, mình mang theo cho nó dễ. Còn giờ thì hằng không có kho có nước nha, hằng chỉ kho là dừa thôi mà phải mặn nữa. Này hằng tự gửi bưu điện thì anh nói thấy thèm quá rồi anh nói hằng gửi. Thì cái cá này nè, cá này cả nhìn thấy cá nâu nè, hằng chỉ kho là 5 con hơn ký thôi,
nó chứ không dám kho cá bự nữa, cá bự nữa sợ nó hư, nó không thấm đều á, cho nên hằng chọn mấy cá nhỏ nhỏ để cho nó thấm vô cái thịt nó mặn dễ đi thôi. Giờ hằng đậy nắp lại để mình chuẩn bị đi. Này là khô cá lóc, khô cá lóc này ngon lắm nha, lạc ngon. Thì giờ hằng gửi cho anh một cái khô cá lóc, cái gửi khô cá lóc chứ anh dặn cái gửi. Giờ hằng làm cho anh cái này là chân yến, chân yến của cô Hương ở Mỹ, cô gọi điện về cho hằng, cô đặt trước hằng 200g nặng cô về cô ăn á, thì hằng gửi cho cô 100g rồi, thì cô khen ngon quá trời luôn, giờ cô mua thêm 100g nữa thì hằng đang chuẩn bị gửi lên cho cô nữa. Thì cả nhà có ăn cái chân yến này thì gọi cho hằng nha. Thì hằng bán 100g chân yến thì chỉ có 3,1 triệu thôi. Chân yến là ngon nhất rồi đó, là mà bên hàng chỉ bán là 3,1 triệu à. Thì cả nhà có ăn thì gọi cho hằng, hằng gửi nha.